Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 24 của bộ truyện Ma Thiên Ký. Tập này được mang tên là Mai Phục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Liễu Minh lúc nãy đã tiến dần dần vào sâu lên trên cái bảo sơn rồi. Ờ thì đoạn cuối tập trước thì hắn gặp một cái một cái đẻ, một một cái người da ngâm đen đánh nhau với một con cự viên hai người thể lực cứ bằng sức mạnh về thể chất hết sức kinh người đến liễu minh trước giờ luôn tự tin với cái sức mạnh thể chất của mình mà cũng cảm thấy sợ nữa thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người Ở đoạn cuối tập trước, lúc này Liễu Minh đang nấp ở một bên để xem cuộc chiến đấu giữa cái thanh niên mặt đen và một cái con cự viên. Lúc này thì ở bìa rừng xa xa cũng thấp thoáng ba bốn bóng người, hiển nhiên là những tên kia do ở quá gần chỗ chiến đấu mà bị tiếng nổ mạnh ảnh hưởng, nhào nhào ẩn dấu thân hình. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách tương đối xa nên Liễu Minh cũng chỉ có thể chứng kiến đại khái mấy bóng người đang không ngừng chớp động mà thôi, căn bản không thấy rõ bộ mặt thực sự của những người này. Đương nhiên nếu mà tiến tới gần hơn Chắc chắn là có thể thấy rõ một chút Nhưng mà nếu làm như vậy Thì hậu quả là 89 phần 10 Sẽ bại lộ dấu vết của mình Ở nơi này trong tình huống chưa biết là bạn hay là địch Mà làm như vậy thì thực sự là cực kỳ nguy hiểm Liễu Minh câu mày Nhưng mà sau một khắc dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Một tay khẽ động Lấy ra một viên châu màu trắng ống ánh từ trong tay áo Sau đó đánh mấy đạo pháp quyết lên trên Sau một khắc Viên châu thả ra hào quang trắng mịt mờ đồng thời bên trong xuất hiện một điểm đen bằng hạt gạo. Vậy mà thực sự có đệ tử manh quỷ tông đang ở bên kia. Liệu minh đánh giá vị trí đại khái của điểm đen trong viên châu một chút, sau đó lại nhìn về phía rừng rậm một cái, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Mà đúng lúc này, mang kịch chiến xa xa trong rừng rậm cuối cùng đã tới thời điểm cuối cùng. Thanh niên mặt đen khi thi triển bí thuật độc môn làm cho năng lực nhục thể của bản thân bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Sau khi hét to một tiếng, cây cung lớn màu vàng trong tay rốt cuộc cũng nhoáng lên đánh nát cây đại thụ màu xanh tiếp đó thuận thế hung hăng đập xuống đầu vai của con yêu viên yêu viên lông xám rú lên một tiếng thê lương một bên cánh tay vô lực buông thõng xuống rõ ràng đã bị cái cung lớn thoáng một cái phá nát đầu vai cặp mắt của nó vốn dĩ chằng chịt những tơ máu rốt cuộc cũng lộ ra vẻ e sợ lúc này không đợi thanh niên mặt đen tấn công tới nó lập tức xoay người lại nhảy mấy cái về phía sau nhanh chóng bỏ chạy mất dạng Thanh niên mặt đen hừ lạnh một tiếng, đang định cầm cái cung lớn mà đuổi theo, nhưng bỗng nhiên hai chân mềm nhũng, thiếu chút nữa đã loạn choạng ngã sắp xuống mặt đất rồi. Xem ra trận ác đấu vừa rồi đã làm cho thể lực của gã tiêu hao không còn mấy nữa. Bộ huyết giáp trên người thanh niên mặt đen và vô số linh văn màu đỏ bên ngoài nhanh chóng rút đi. Cái cung lớn màu vàng trong tay cũng rung lên một cái, biến trở thành cây cung nhỏ lúc trước. Cùng lúc đó, khi con yêu viên kia mới chạy trốn được một đoạn, bỗng nhiên dưới mặt đất xung quanh vang lên một tiếng trầm đục, Vô số bụng đất bay tán loạn, một con cốt quỷ đầu trâu thân người cực lớn được bao phủ trong bụng cái tầng khí đen, chui từ dưới nền đất lên. Sau khi nó gầm nhẹ một tiếng, đã làm cho yêu viên lông xám ngã nhào xuống mặt đất. Trong chốc lát, hai con quái vật khổng lồ không lớn hơn nhau là mấy, liền lao vào cắn xé, đập nện lẫn nhau. Sau một cây đại thụ gần chỗ thanh niên mặt đen, một bóng người nhoáng lên, một gã thanh niên mặc áo bầu xám đầu mặt nạ màu bạc lặng lẽ đi ra, thản nhiên hỏi một câu. Sao rồi, bây giờ ngươi còn có thể động đậy nữa sao? <laughs> Yên tâm đi, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao cả. Tuy nhiên nếu như đã có người ở đây rồi, những gia hỏa muốn đụng nước béo cò kia có lẽ không dám có ý tưởng gì với ta như vậy đâu." Thanh niên mặt đen cười hăng hắc rồi nói. "Thật không biết ngươi nghĩ cái gì nữa, rõ ràng Cửu Khiếu Tông am hiểu nhất chính là cơ quan khôi lỗi thuật, ngươi lại thân là đại sư huynh đời này của Cửu Khiếu Tông, vậy mà lại đi học một ít thuật cận chiến luyện thể như vậy?" Tuy nhiên với một thân manh lực của người bây giờ Nếu đụng phải tên huyết hải điện kia Chỉ sợ cũng phải đau đầu đó Thanh niên áo bộ xám đúng là dương càng Nghe như vậy liền tức giận nói Lần đó thuộc luyện thể của ta vẫn còn chưa đại thành Lúc này nếu còn có thể đụng phải con rắn độc kia Không thể không thỉnh giáo bí thuật huyết đau của hắn Đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi đâu Thanh niên mặt đen cười lạnh một tiếng rồi trả lời Được rồi, tôi không hứng thú với những chuyện tranh cường háo thắng nữa Cứ nhanh chóng giải quyết gọn vài con yêu trên núi đi để có thể dơ dắt thêm chút ít bảo vật mới là chuyện chính đó dương càng hừ một tiếng rồi trả lời nữ thật nha nếu muốn giải quyết vài con yêu viên trên núi mà chỉ dựa vào hai người chúng ta thì đúng là có chút quá sức đó chỉ mới lừa một con xuống đã mất ba bốn ngày rồi nếu mấy con kia mà vẫn dùng biện pháp này để ứng phó thì chắc chắn không còn đủ thời gian đâu chớ quên chúng ta còn phải mất chút thời gian trở lại lối vào nữa đó lúc này thần sát thanh niên mặt đen đã có vài phần ngưng trọng rồi nếu như hai người chúng ta không đủ vậy thì tìm thêm đi Ta không nhìn lầm thì vừa rồi trốn ở gần đây quan sát Có một người cũng là đệ tử cửu khứu tông các ngươi đó Còn có một người khác nữa thì Dương Càng vừa nói Một tay bỗng nhiên nâng một tinh cầu màu trắng lên Hờ hững nhìn lướt qua Chỉ thấy sau khi hào quang màu trắng Trên tinh cầu chớp động mấy cái Phía trên bất ngờ cũng có một cái chấm đen nhỏ Lúc này hai con quái vật khổng lồ Đang tranh đấu phía xa xa Con vượng lông xám đã bị thương ở vai Nên một cánh tay cơ bản không thể nào sử dụng được Rõ ràng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phung lúc này nó đã bị cốt quỷ cực lớn ép chặt xuống mặt đất, cũng bị một nửa sừng trâu sắc bén găm gần nửa vào lồng ngực, một dòng máu đỏ tươi rất lớn tuôn ra. Mặc dù yêu viên tru lên thê lương, dùng một cánh tay kia dốc sức liệu mạng đập nện lên thân hình cốt quỷ, nhưng cơ bản là không cách nào cửa quậy được mấy mây. Hơn nữa khí lực lại càng ngày càng yếu. Sau khi cốt quỷ gầm nhẹ một tiếng, cái đầu đột nhiên đâm mạnh xuống đất, lập tức hai cái sừng trâu như hai lưỡi dao khổng lồ bố phanh lồng ngực yêu viên ra một ít nội tạng xanh xanh đỏ đỏ rơi hết ra bên ngoài. Cự viên lại dốc sức liều mạng rú lên một tiếng, rút cụ cổ ngoẹo sang một bên rồi tắt thở. Liệu mình đang đứng trên cây đại thụ nhìn thấy kết quả như vậy thì lắc đầu, định rời đi luôn rồi. Ngọn núi này đã có nhân vật lợi hại như vậy, hắn đương nhiên muốn đổi sang một ngọn núi khác rồi. Nhưng đúng lúc này, dương cạn ở trong rừng trậm, đột nhiên quay đầu nhìn sang một phía, đưa tay khoát một cái. Liệu mình thấy như vậy hơi ngẩn ra, đang suy nghĩ xem có đúng là đối phương mời mình thật hay không, thì trong tay đã vang lên tiếng truyền âm hờ hững của Dương Càng. Bà kể sư đệ là ai, hiện giờ không cần trốn tránh làm gì nữa, cứ trực tiếp ra đây đi, ta và dân huynh có chuyện cần thương lượng với các ngươi. Các ngươi hả? Liễu Minh là người thông minh bực nào, nghe xong lời này, hắn lập tức đã có phản ứng, không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng xa xa. Chỉ thấy trong rừng rậm bên kia, Thanh niên mặt đen cũng không biết dùng cái loại thủ đoạn nào để liên hệ Vậy mà lại có một người từ trên một cây đại thụ gần đó bước ra Cũng là một thiếu niên áo lam mặc trang phục cửu khiếu tông Chỉ có điều mặt mũi y cực kỳ lạnh lùng Là hắn Liệu Minh nhìn thấy rõ khuôn mặt thiếu niên đã có chút bất ngờ mà thốt lên Tình thiếu niên vừa mới xuất hiện này Đúng là đệ tử thiên tài cửu khiếu tông Kim Vũ Mà đã từng bị hắn đánh bại một lần Ngươi <laughs> còn do dự cái gì nữa Chẳng lẽ còn muốn dương mổ tự mình mời ngươi xuống hay sao vậy nếu như ta đã gọi ngươi rồi đương nhiên là có chỗ tốt cho các ngươi rồi ngay lúc trong đầu liễu minh có chút do dự trong tay lại truyền đến giọng nói có chút không kiên nhẫn của dương càng hai mắt liễu minh nhíu lại nhưng mà chỉ suy nghĩ trong chốc lát thân hình đã tung lên trực tiếp nhảy xuống khỏi cây đại thụ đi tới không bao lâu sau hắn đã xuất hiện trong rừng rậm đứng trước mặt ba người đám dương càng là ngươi bạch thông thiên kim vũ vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của liễu minh hai tay nắm chặt lại quát một tiếng chói tay <laughs> Kim sư đệ nè Cho dù chúng ta có quen biết từ trước Nhưng hiện giờ gặp nhau cũng không cần kích động như vậy chứ Liễu Minh lại giống như cười Mà không phải cười trả lời một câu Người nói năng nói cười cái gì Trước đó tuy Kim Mẫu đã thất bại dưới tay của ngươi Nhưng đó là do ta khinh thường Cũng không phải thực lực không đủ đâu Hiện tại nếu như đã gặp nhau rồi Ta và ngươi vừa dặn tái đấu một cuộc đi Kim Vũ nghe như vậy thì giận dữ Không khách khí mà nói Thì ra ngươi chính là Bạch Thông Thiên Mà Kim Sư Đệ thường xuyên nhắc tới hả trách không được tiểu sư đệ chúng ta phản ứng mạnh như vậy tuy nhiên kim sư đệ nè lần này ta và dương huynh gọi các người tới đây không phải là để hai người tranh đấu với nhau đâu mà thật sự là có đại sự cần thương lượng thanh niên mặt đen nghe như vậy liền nhìn về phía liễu minh gương mặt vốn có chút kinh ngạc nhưng lập tức lại trầm mặt xuống quay sang nói với kim vũ dạ dân sư huynh vậy thì cứ xong chuyện nơi đây rồi ta sẽ tìm tiểu tử họ bạch này tính sổ dường như kim vũ hết sức kính sợ thanh niên mặt đen lúc này không dám cãi lời mà miễn cưỡng chấp thuận nhưng vẫn hung hăng nhìn Liễu Minh vài lần Vậy ngươi cứ tự nhiên đi Trên mặt Liễu Minh thu lại vẻ cười cợt thản nhiên trả lời một câu Dương Càng khoanh tay đứng một bên Từ đầu đến cuối không có ý ngắt lời Không biết hai vị sư huynh gọi chúng ta tới đây Rốt cuộc là có đại sự gì cần thương lượng vậy Liễu Minh quay đầu sang phía Dương Càng hỏi một câu Các ngươi có muốn tài nguyên bảo vật trên ngọn núi này hay không Ánh mắt Dương Càng hơi lóe lên rồi hỏi Ý của Dương Sư Huynh là Thường sắc Liễu Minh hơi đổi mà hỏi Nếu mà các ngươi giúp chúng ta diệt trừ vài con yêu viên còn lại ở trên núi Khi xong việc, hai người các ngươi cũng có thể cùng chúng ta lên núi tìm tội các loại linh vật Một ngọn núi cao lớn như vậy, kể cả là bốn người chúng ta Thì có lẽ cũng đều có thắng lợi trở về Thanh niên mặt đen mỉm cười tiếp lời Trên ngọn núi này còn có những con yêu viên khác hả? Kim Vũ vừa mới tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của yêu viên lông xám Nghe như vậy bèn hít vào một hơi khí lạnh Đúng vậy, trên núi trừ con vừa rồi bị đánh chết ra Cũng có 7 con khác nữa Mà thực lực yêu viên lông xám ở trong đám yêu viên Mới chỉ là mức trung thượng mà thôi Trong đó có một con yêu viên lông vàng E rằng thực lực của nó chỉ cách cảnh giới linh sư nửa bước mà thôi Kể cả là hai người chúng ta mà gặp phải Một trời một cũng không phải đối thủ nữa Dương Càng ngưng trọng nói Liễu Minh nghe đến đó Sắc mặt cũng không kìm được mà hơi đổi rồi nhưng mà các người cũng không cần quá lo lắng đâu Những con yêu viên nảy mặc dù sức mạnh rất lớn Nhưng phần lớn bọn chúng đều có linh tính không cao chỉ cần thực hiện vài kế nhỏ là có thể dụ dỗ tất cả chúng xuống rồi Vì có một rắc rối là làm như vậy tốn quá nhiều thời gian Nhưng hiện nay đã có các người gia nhập Vậy chúng ta liền có thể mạo hiểm một lần lừa hai con xuống á Thanh niên mặt đen bổ sung Với thực lực của hai vị sư huynh Lại có hai người chúng ta gia nhập Có lẽ có thể một lần đối phó với hai ba con yêu viên hẳn là cũng không thành vấn đề Nhưng mà trong đó không phải là còn con yêu viên lông vàng lợi hại nhất kia sao Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói Điều đó là đương nhiên rồi Chúng ta phải nghĩ cách trừ bỏ sáu con khác trước Sau đó hợp lực đối phó con yêu viên long vàng này Đúng rồi, chỉ sợ hai vị sư đệ còn chưa biết nha Túi mật trong cơ thể của những con yêu viên này Nếu là sử dụng cùng sự thuốc Có thể lập tức gia tăng một hai thành khí lực Đương nhiên phải nhân lúc còn tươi mà dùng Một lần cũng không thể dùng quá nhiều Hơn nữa khí lực bản thân càng lớn Thì hiệu quả lại càng mạnh Nếu mà chúng ta thành công thì vừa một người được chia hai túi luôn Còn có chuyện tốt như vậy sao Kim Vũ vừa nghe thấy như vậy cũng có chút bất ngờ Nhưng mà trên mặt lại không có vẻ vui mừng lắm Đây cũng là chuyện rất bình thường Gá không phải là luyện thể sĩ Khí lực lớn hơn một chút hoặc nhỏ hơn một chút Cơ bản không có quá nhiều ý nghĩa gì Nhưng Liễu Minh nghe xong lại cực kỳ động tâm Xong mà trên mặt lại không lộ ra chút nào Trái lại còn nhướng mày tiếp tục hỏi Hai vị sư huynh nhất định phải lên núi này sao Nếu những yêu viên này khó giải quyết như vậy Cũng có thể chọn ngọn núi khác mà Hay là trên núi khác cũng đều có những yêu thú cường đại khác sao <laughs> Lời này của bà sư đại rất đúng á Mấy ngày trước chúng ta đã đại khái trà xét năm ngọn núi qua một lần rồi Chỗ này ngoại trừ á, có một vài con yêu viên ra bốn ngọn núi khác cũng phân biệt là thiết vũ điêu, ngân quan mãn, dân dân Vài đầu yêu thú cường đại chiếm cứ Vài con yêu viên nãy mặc dù cũng lợi hại đó Nhưng mà cũng có thể coi là dễ dàng đối phó rồi Thời gian chúng ta có thể ở lại bí cảnh cũng không nhiều lắm nữa Quả hồng đương nhiên phải là chọn quả mềm nhất mà ngắt lấy rồi Những người khác á, nếu muốn đi lên mấy ngọn núi khác hơn phần nữa cũng giống như chúng ta mà thôi không thể không hợp tác một phen đâu thanh niên mặt đen cười ha hả rồi nói thì ra thực sự là như vậy việc liên thủ này ta không có bất cứ ý kiến gì Lưu minh thở nhẹ ra một hơi cũng không tỏ ra quá mức giật mình kim vũ đương nhiên lại càng không có chuyện phản đối rồi tốt lắm nếu hai vị sư đệ đã đồng ý rồi hiện giờ chúng ta nên tiếp tục thương lượng các bước hành động cụ thể một chút nha Tuy phương pháp dụ dỗ ban đầu rất hữu hiệu Nhưng mà hiện tại một lần cần dẫn xuống hai con á Thì đương nhiên có chỗ phải thay đổi Thanh niên mặt đen vui vẻ nói Sau đó mấy người thương lượng ngay tại trong rừng rậm Ước chừng sau thời gian ăn hết một bữa cơm Cuối cùng mới xác định được kế hoạch cụ thể Lúc này con cốt quỷ đầu trâu thân người kia Đã kéo thi thể yêu viên tới trước mặt thanh niên mặt đen Lúc này gã không khách khí Mà lấy ra một cái lửa dao sắc bén từ trong ngực vung lên vung xuống loạn xạ một hồi ở chỗ lồng ngực cung vượng bị phá vỡ cuối cùng cũng tìm được cái túi mực màu đen to cỡ quả táo từ đó tản ra một mùi tanh nồng thanh niên mặt đen dường như không thèm để ý tới mùi vị khác thường của túi mực dùng tay bỏ thẳng vào trong miệng rồi nuốt xuống sau đó lại nhanh chóng lấy ra một cái bầu rượu rót ông ọc vào thẳng cổ họng tiếp đó gã bắt đầu hiếp hai mắt thưởng thức mùi vị dường như đang chậm rãi nhấm nháp một cái món ngon tuyệt mỹ nào đó liệu mình thấy cảnh này trong lòng chẳng biết nên nói lời gì xem ra tính tình vị đại sư huynh cửu khiếu tông này dường như thật đúng là rất khác thường nhưng không biết làm sao lại có thể qua lại thân thiết với dương Cạn như vậy được lúc này thi thể còn lại của con yêu viên Ngoài trừ cái đầu lâu bị dương Cạn cắt đi tất cả bộ phận khác đều bị một quả cầu lửa biến thành tro tàn việc này không nên chậm trễ nữa trước tiên dân huynh sẽ dẫn hai người đi tới địa điểm thuận tiện mai phục ở bên kia để mau chóng khôi phục thể lực còn ta sẽ lên núi quan sát hành động của mấy con yêu viên sáng sớm ngày mai sẽ là thời điểm hành động chính thức của chúng ta dương càng nói Ba người kia nghe như vậy đều không có dị nghĩ gì Vì vậy Dương Cạn sau khi thu lại cốt quỷ thực lớn Lập tức bay thật nhanh về phía đỉnh núi cách đó không xa Mà thanh niên mặt đen thì tay áo rung lên Một quả cầu màu vàng lăn ra Sau một hồi tiếng trầm đục biến hình liền biến thành một con khôi lỗi cự lan dài hơn một trượng Thanh niên mặt đen nghênh ngang cưỡi lên Chạy như bay tới một chỗ bí mật nào đó Kim Vũ và Liễu Minh đương nhiên thành thành thực thực theo phía sau gã rồi ở chân một ngọn núi khác một đôi đệ tử nam nữ hóa nhất tung có gương mặt khá giống nhau đang đứng trên một tảng đá lớn nhìn lên đỉnh núi sắc mặt cả hai đều rất khó coi huynh trưởng huynh cảm ứng không sai chứ khi tức con xích dao kia đúng là từ phía trên kia truyền xuống hay sao vậy trên đó rõ ràng là còn mấy con ngân quan mãn mà hai hàng lông mày đen của nữ tử nhỏ nhắn nhăn lại mà hỏi không sai đâu ta đã dùng hết cả bình tinh huyết hải dao này để thi triển bí thuật đặc thù trong tộc trong vòng 10 ngày đều có cảm ứng được khí tức của các loại dao Điều này tuyệt không có vấn đề gì Chắc là con yêu dao kia có biện pháp nào đó Để lẻn lên phía trên mà không cho mấy con ngân quan mãn phát hiện đó Nam tử cũng thu lại ánh mắt Như đang suy nghĩ điều gì đó Chậm rãi nói Nếu nói như vậy thì đúng là có chút khó giải quyết rồi Vài con ngân quan mãn này rõ ràng là khá mạnh Cho dù hai người chúng ta liên thủ đối phó Sợ rằng cũng phải tốn không ít sức lực Nữ tử nhỏ nhắn có chút phiền muộn Nói Khó giải quyết cũng phải giải quyết bọn chúng nữa Ta đã dùng hết tinh huyết hải giao rồi Quyết không thể tay không mà về Cũng lắm thì ta khôi phục lại chân thân Dùng bí thuật trong tộc để đối phó mấy con yêu mãn này Nam tử nói không chút do dự Nếu huynh trưởng thực sự đã hạ quyết tâm Tiểu muội đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp rồi Mụi sẽ tận lực bố trí một chút cấm chế đơn giản cho huynh ở xung quanh đây Như vậy trong lúc động thủ Cũng không sợ bị những người khác âm thầm trình xem Nữ tử nhỏ nhắn sau một phen suy tính Rốt cuộc cũng nghiêm túc nói Tốt lắm từ nhỏ tiểu muội đã có biểu hiện rất bất phàm trên phương diện trận pháp rồi mặc dù bị giới hạn bởi tu di và thời gian nên không thể bố trí cấm chế rất phức tạp được nhưng dùng để đối phó với những linh đồ nhân tộc tiến trong bí cảnh cũng tuyệt đối là thừa sức rồi lúc này di huynh cũng có thể mạnh tay đánh cược một lần rồi sau khi nam tử nghe xong tự nhiên vô cùng mừng rỡ vậy thì xin huynh trưởng đợi thêm hai ngày thời gian dài như vậy mới đủ để mùi chuẩn bị tốt hết thảy nữ tử nhỏ nhắn nghiêm mặt trả lời Lúc này đây, nam tử sau một hồi suy nghĩ, liền luôn miệng đồng ý. Tại sườn núi mà lúc trước bẩn thú bị mất mạng rơi xuống, một nữ tử thiên nguyệt tông lưng đeo một thanh trường kiếm trắng như tuyết đang yên lặng đứng ở đó, nhìn lên đỉnh núi dốc đứng phía trên như đang ngắm cái gì đó. Không biết bao lâu sau, cánh tay nàng này bỗng nhiên chuyển động, ngọc thú đặt lên chui kiếm sau lưng, đồng thời quay đầu nhìn vào một tảng đá lớn gần đó rồi lạnh lùng nói. Ai lén lén lúc lúc trốn ở đó, đi ra cho ta! <laughs> không hổ là kẻ có được thông linh kiếm thể nghìn năm có một của thiên nguyệt tông tại chỉ hơi thở mạnh chút thôi đã bị sư mũi phát hiện ra rồi sau tảng đá lớn vang lên một tiếng cười hăng hắc sau đó một gã nam tử mặc huyết bào dáng người cao gầy miệng cười cười rồi bước ra huyết tứ thì ra là ngươi nữ tử thiên nguyệt tông sau khi thấy rõ khuôn mặt nam tử mặc huyết bào cũng có vài phần ngạc nhiên Chị tại hả ra còn có thể có ai dám nói chuyện với trương sư mũi như vậy chứ Xem dáng vẻ của sư mũi hẳn là cảm thấy có chút hứng thú đối với mấy con thiết vũ điêu này ha Yêu cầm đó có tiềm lực lớn như vậy nếu có thể đoạt được mấy quả trứng mà nói Kể cả là không cần mấy bảo vật khác trên núi cũng đang để chúng ta liều mạng một phen rồi Huyết tứ điềm tĩnh nói Chúng ta sao? Ta đề cập tới việc liên thủ cùng ngươi lúc nào? Nữ tử Thiên Nguyệt Tông trầm ngâm một chút, sau đó lại cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Trương sư mũi nói chơi rồi chưa cần nói đến chuyện hai tông chúng ta liên thủ nha chẳng lẽ người cho rằng có thể một mình đối phó với thiết vũ điều trên núi hay sao vậy huyết tứ được nghe lời ấy sắc mặt có chút khó coi ta làm thế nào còn cần người thứ dạy bảo sao hiện giờ hoặc là lập tức rời đi hoặc là đón ba kiếm của ta trước rồi hẳn nói sau nếu sau ba kiếm còn có thể không tổn hao gì thì ta có lẽ nghĩ đến chuyện liên thủ nữ tử trẻ tuổi thiên nguyệt tông mà không lộ ra chút cảm xúc nào hơn nữa cổ tay rung lên thanh trường kiếm trắng như tuyết sau lưng lúc này đã rút ra được vài thức lộ ra thân kiếm ống ánh lúc này một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo cuốn về phía đối diện huyết tứ vừa tiếp xúc với luồng hàng khí này liền rùng mình một cái nhưng sau đó lập tức quát lên một tiếng giận dữ khí tức trên người đột nhiên tăng mạnh sau đó một luồng huyết khí phóng lên trời sau khi quay mấy vòng liền ngưng tụ lại rồi nhanh chóng hạ xuống quấn quanh năm tử mấy vòng từ xa nhìn lại trông gã giống như là một con rắn lớn màu đỏ máu thô to dị thường nữ tử thiên nguyệt tông thấy như vậy trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào cổ tay khẽ rung lên trường kiếm sau lưng rõ ràng đã rút ra non nữa hàng khí lúc này giống như hóa thành thực thể ao ao cuốn ra bốn phương tám hướng mặt đất xung quanh những nơi mà hàng khí trắng xóa đảo qua vang lên những tiếng cành cạch lớn rõ ràng đã ngưng kết ra một tầng xương lạnh thực dày hay lắm, nếu sư muội một lần muốn thử bản lãnh của ta rồi, Di Huynh cũng không thể không lĩnh giáo chỗ huyền diệu của thông linh kiếm thể rồi. Hai mắt nam tử mặt khuyết bào nheo lại, giống như là rắn độc nhìn chằm chằm vô nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông một lúc lâu, bỗng nhiên cười một tiếng âm hiểm rồi trả lời. Mà nữ tử trẻ tuổi nghe được lời này, trên mặt suốt cuộc cũng lộ ra một chút bất ngờ, nhưng miệng lại không chút do dự mà nói ra. Kiếm thứ nhất, Vừa dứt lời, trường kiếm sau lưng của nàng mờ đi một cái đã xuyên qua hư không đến trước mặt nam tử. Sau khi đột nhiên rung lên một cái, đã có một mảng lớn hạng quang lạnh lạnh bay vọt ra, trong tiếng xé gió bỗng hóa thành chi chích chằng dịch kiếm ảnh bắn về phía đối diện. Một lát sau, huyết tứ vẫn đứng thẳng tắp ở nguyên chỗ cũ, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, đồng thời cả đầu tóc đen đã biến thành màu đỏ như máu. Mặt đất xung quanh cũng hằng lên chằng chịt vết kiếm, cùng với một khe nứt thực lớn dài chừng 7 tám trượng, Vậy mà có thể thực sự thiếp được ba kiếm Xem ra ngươi còn mạnh hơn đôi chút so với lời đùng Nếu đã như vậy Thì việc liên thủ xem như là ta đáp ứng Chỉ có điều đến khi đoạt được trứng của thiết vũ điêu Nếu như còn hơn hai quả Ta muốn lấy hai phần ba Ngươi không có ý kiến gì với điều đó chứ Nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông hô lên một tiếng Sau đó liền cắm thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay Vào vỏ kiếm sau lưng hờ hững nói Không thể tưởng tượng được á, kiếm thuật của ngươi vậy mà đã tu luyện đến loại cảnh giới này rồi, thần lực của ta yếu hơn ngươi, dĩ nhiên tất cả đều nghe theo lời của ngươi mà làm rồi. Huyết tướng nâng một cánh tay lên liếc nhìn cổ tay tràn đầy máu tươi, cười gượng trả lời. Tốt lắm, nếu như hai người chúng ta đã liên thủ, thì việc đối phó với mấy con thiết vũ điêu kia hẳn là có cơ hội rất lớn rồi. Nữ tử thiên nguyệt Tông gật gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi dốc đứng cách đó không xa, sát khí trên mặt mơ hồ lộ ra. Trên một cái bệ đá trống trải dưới chân ngọn núi cao nhất. Cao Trùng, Phong Thiền cùng bảy tám tên đệ tử của các tông khác đang tụ tập, nhưng lại không hề ra tay đánh nhau, trái lại dường như là đang thấp giọng trò chuyện gì đó với nhau vậy. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại có người không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía chỗ ngọn núi cao lớn ở không xa phía sau lưng, nét mặt tràn đầy vẻ tham lam. Trong một sân động dưới chân ngọn núi khổng lồ, toàn thân lôi thượng đang lượn lờ lôi điện, hai tay cầm một thanh chùy nhỏ màu bạc cũng đang chớp lóe điện quang, gã đang điên cuồng bổ chùy nhỏ về phía một khối đá lớn đen tuyền được khảm vào trong vách đá đối diện mỗi một lần lôi thần huy động chùy nhỏ đều có một tia chớp thu to bắn ra hung hăng đánh lên trên khối đá lớn kia khiến cho nó chấn động rung lên bề mặt khối đá lớn này đã hiện ra vài vết rạn nhưng mà càng ngày càng lan rộng ra sau thời gian ăn hết một bữa cơm lôi thần hét lớn một tiếng mạnh mẽ chém ra một kích lúc này lôi điện bên ngoài thân của gã cũng hoàn toàn biến mất tiếp đó gã thu lại chùy bạc khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ bắt đầu thổ nạp điều thức hiện tại khí thức trên người gã vô cùng yếu ớt hiển nhiên là do pháp lực bị tiêu hao quá nhiều nhưng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện trên tảng đá màu đen sau khi không còn bị công kích nữa những vết trạng trên bề mặt tảng đá bắt đầu chậm rãi khép lại rất nhanh sau đó bề mặt tảng đá màu đen đã trở nên vô cùng bóng loáng chỉ là thể tích dường như hơi nhỏ hơn một chút so với ban đầu mà thôi sau mấy canh giờ Lúc hai mắt lôi thần một lần nữa mở ra Khí tức trình người cuối cùng cũng đã được hồi phục Gã tiện tay nhặt lên một cái hòn đá vụn bên người Cổ tay rung lên ném mạnh về phía tảng đá màu đen kia Anh một tiếng Đá vụn chỉ mới bay đến gần hòn đá màu đen Trong phạm vi hơn trượng Bỗng nhiên rung lên Bị một cỗ lực lượng vô hình cắt thành phấn vụn Đồng thời toàn bộ bộ phấn nhau nhau Chui vào trong khối đá màu đen Trở thành một bộ phận của nó Không được rồi Vẫn chưa suy yếu đến mức tao có thể đập dỡ được vẫn phải công kích tiếp một lát nữa mới có thể lấy được bảo vật bên trong ra lôi thần thì thào một câu ánh mắt nhìn vào khối đá màu đen lộ rõ sự tham lam tảng đá màu đen này là thứ mà gã trong lúc đuổi theo một con yêu thú mà vô tình phát hiện ra vào hai ngày trước khi ấy con yêu thú đang bị đuổi giết kia vừa đến gần hòn đá màu đen đã lập tức hóa thành bùng máu rồi bị hòn đá này hút vào trong gã lập tức biết mình đã phát hiện ra một bảo vật khó lường vì vậy trong thời gian còn lại gã vẫn không ngừng dùng lực lượng lôi điện mà mình am hiểu nhất đánh vào bên ngoài hòn đá màu đen này, từ từ tiêu hao cái loại lực lượng quỷ dị đang bao bọc bên ngoài hòn đá. Tuy nhiên xem hiệu quả hai ngày công kích vừa rồi, nếu mà thực sự muốn hao tổn loại lực lượng quỷ dị này, chỉ sợ không hao phí thời gian 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối không thể làm được. Nhưng cũng may là gã không cần thực sự tiêu hao toàn bộ lực lượng này, chỉ cần nó yếu đến một mức mình có khả năng phòng ngự được là có thể cưỡng ép tới gần rồi. Sau đó gã sẽ dùng linh khí trực tiếp đánh nát nó mà lấy cái vật ẩn giấu bên trong đó Mặc dù gã không biết rút cuộc bảo vật này là thứ gì, nhưng chỉ nhìn vào những biểu hiện quỷ dị của nó thì gã cũng tuyệt đối chắc chắn rằng chỉ cần có thể thu được vật ấy thì thu hoạch của mình trong lần thí luyện này tuyệt đối không thua kém những người khác. Ở một hồ nước hết sức bí mật, bốn phía vây quanh bởi các bụi cỏ rậm rạp, Già Lam đang đứng ở bờ hồ nước, trong hai mắt có ánh sáng tím lưu chuyển không ngừng. Nàng đang giằng co cùng với ba con tiểu thú đầu mọc một sừng, toàn thân bao phủ vảy xanh trong đậm nước, Bốn chân của ba con tiểu thú vững vàng đạp trên mặt nước. Ánh sáng màu lam trong sáu con mắt chớp động nhìn thẳng dạ lam không có chút sợ hãi nào. Dường như chúng cũng là yêu thú trời sinh có tinh thần lực mạnh mẽ. Mà ở trong đầm nước phía sau tiểu thú có một đóa hoa sen màu lam nhạt toàn thân ống ánh đang trôi nổi trên mặt nước. Thủy nguyên khí nồng đậm cũng tập trung bốn phía xung quanh. Không biết bao lâu sau, Gia dạ Lam đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình không tự chủ mà lui về phía sau hai bước ánh sáng màu lam trong mắt ba con tiểu thú đối diện lóe lên thân hình cũng rung rẩy lùi lại một bước dạ lam liếc nhìn ba con tiểu thú một cái thật sâu mới di chuyển thân hình biến mất vào trong bụi cỏ sau lưng đối với nàng mà nói việc phát hiện được đóa thủy nguyên liên rất hữu dụng với mình ở trong bí cảnh này có thể nói là một chuyện vui bất ngờ vật ấy nếu đã rất có ích đối với nàng thì ngay cả khi ba con yêu thú không biết tên này có thuộc tính thủy rất khó chơi nàng cũng nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt Tuy nhiên thời gian có thể ở lại trong bí cảnh này cũng còn dài Nơi này lại cực kỳ bí mật Như vậy nàng cũng không cần phải gấp gáp liều mạng với ba con yêu thú này Đợi sau khi suy nghĩ đối sách một cách ổn thỏa Sau đó lại đến cũng không muộn Sáng sớm hôm sau Ở một chỗ bí ẩn trong sân cốc Liễu Minh một lần nữa mở mắt ra Lúc này tinh thần và pháp lực đều đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất Một chỗ cách hắn không xa Ba người dương càng cũng đang thủ nạp điều thức Liễu Minh tỉnh lại dường như đã kinh động đến bọn họ. Sau một lát ba người cũng lần lượt ngừng điều thức mở mắt ra. Dân huynh à, thể lực của ngươi khôi phục thế nào rồi? Hôm nay có thể tái chiến không vậy? Dương càng có vẻ thân thiết hỏi thanh niên mặt đen. Đêm qua, sau khi gã tra xét động tỉnh của yêu viên trên núi cũng đã tụ tập với đám người Liễu Minh. Yên tâm, ta đã hoàn toàn khôi phục rồi, tuyệt đối sẽ không làm lỡ đại sự đâu. Thanh niên mặt đen đứng chạy vùng vẫy tay chân một hồi, sau đó lại tỏ ra rất tự tin mà trả lời. Vậy tốt rồi, nếu như vậy hôm nay cứ dựa theo kế hoạch mà làm đi Ta sẽ lại đi lên núi, dùng đầu lâu của yêu viên ngày hôm qua đi dẫn dụ chúng xuống Cũng sẽ cố gắng hết sức khống chế số lượng trong khoảng hai ba con Nếu chỉ có hai con, dân huynh và ta mỗi người đối phó một con Kim sư đệ và bạch sư đệ theo tình hình mà hỗ trợ là được rồi Nếu như có ba con thì trước hết hai vị sư đệ hợp lực quấn lấy một con trong đó đi Ta và dân huynh sẽ cố gắng giải quyết nhanh một con Sau đó sẽ lập tức tới hỗ trợ bọn người Dương Càng ngưng trọng nói Đối với những lời nói của Dương Càng, bọn Liễu Minh đương nhiên không hề dị nghị. Vì vậy tiếp theo, Dương Càng lần nữa rời khỏi sân cốc, lưng mang theo một cái đồ lâu màu xám đã có chút khô quắt Ba người Liễu Minh thì chia ra tìm cho mình mỗi một chỗ ẩn nắp kín đáo cách lối vào sân cốc không xa. Trong đó Liễu Minh nấp trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, Kim Vũ thì nấp ở trong một cái bãi đá lộn xộn. Điều làm cho Liễu Minh không nói nên lời chính là thanh niên mặt đen kia lại ngông nghênh đứng ở một bên lối vào sân cốc, nâng tay thả ra một con khôi lỗi xuyên sơn giáp thân hình con khôi lỗi này lắc một cái đã bao phủ hoàn toàn thanh niên mặt đen vào trong sau khi bên ngoài thân thể nó biến dạng một hồi thì đã hóa thành một tảng đá núi màu vàng cực lớn hình dạng của tảng đá này rất giống thực cho dù có đến gần xem xét cũng khó có thể phát hiện ra thật giả thời gian trôi qua từng chút một không biết đã qua bao lâu ở bên ngoài lối vào sân khúc mơ hồ truyền lại từng trận âm thanh gạo thét sau đó từng hồi tiếng oanh oanh Sau đó thì mặt đất khẽ rung lên Giống như có thứ gì đó rất lớn Đang nhanh chóng tiến tới nơi này Liễu Minh hít sâu một hơi Một tay lập tức vỗ lên cái túi da bên hông Một luồng khí đen cuốn xuống phía dưới Trong nháy mắt đã thấy bạch cốt hạt Được bao bọc trong lớp khí đen Xuất hiện ở dưới cây đại thụ Sau khi Liễu Minh câu thông với quỷ vật này Nó lập tức lăn một vòng Chìm vào trong bụng đất không thấy bóng dáng Tay áo kim vũ ở trong bãi đá cũng rung lên ba quả cầu có màu sắc khác nhau lăn một vòng xuất hiện lẳng lặng nằm bất động ở dưới chân gã về phần thanh niên mặt đen đang ẩn thân trong tảng đá lớn do khôi lỗi xuyên sơn giáp biến thành lại không thấy có cử động gì khác thường rất nhanh sau đó tiếng gào thét kia càng lúc càng vang dội bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên ở lối vào sân cốc dương càng nhanh như mũi tên từ bên ngoài bay vọt vào chỉ sau mấy cái chớp động gã đã bay ra xa được vài chục trượng sau đó xoay người dừng lại sắc mặt ngưng trọng hét lớn một tiếng của ba con yêu viên lập tức làm theo kế hoạch vừa dứt lời một tay của gã bấm niệm pháp quyết khi đèn từ trong túi da bên hông cuồn cuộn tuôn ra một con cút quỷ đầu trâu thân người cực lớn lập tức xuất hiện sau khi gầm lớn một tiếng nó cũng nhìn chằm chằm về phía lối vào sơn cốc sau ba tiếng nổ lớn từ ngoài sơn cốc thoáng cái liền nhảy vào ba con yêu viên thật lớn một con cao cỡ ba trượng có một bộ lông đen nhánh bao phủ toàn thân Hai con còn lại cao cỡ hai trượng Màu lông xám trắng Giúp hệt con yêu viên xuất hiện ngày hôm qua Ba con yêu viên này vừa nhảy vào sơn cốc Lập tức gầm thét lao thẳng tới chỗ dương càng Dương càng hư một tiếng Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết Khí đen ngoài thân cuồn cuộn bốc lên Sau khi khí đen ngưng tụ lại liền biến thành một bàn tay to màu đen Không chút khách khí hung hăng vỗ thẳng Về phía của con yêu viên màu đen đối diện Đồng thời cốt quỷ đầu trâu bên cạnh gã Cũng xông tới Cùng lúc đó chỗ kim vũ ẩn nắp cũng vang lên một tràng âm thanh răng rắc thoáng cái ba cái đầu khôi lỗi cao hơn trượng hình con báo từ trong bảy đá bay ra thân hình chúng nó vừa động đã như tia chớp đánh vị phía con yêu viên màu xám gần nhất rồi trùng nháy mắt chúng liền lao vào nhau cắn xé thành một đoàn bên kia thân hình một con yêu viên khác trong lúc chạy băng băng đột nhiên lăn một vòng sang bên cạnh ở chỗ bụng đất mà nó vừa đứng bỗng tách ra hai cái càng lớn vừa vặn kẹp hụt nhưng không đợi con yêu viên này kịp đứng dậy trong hư không lại vang lên tiếng xùy xùy bảy tám đạo phong nhận từ trên cây đại thụ mà liễu minh ẩn nắp bắn nhanh ra chỉ sau mấy cái chớp lóe đã bay đến gần yêu viên rồi con yêu viên lông xám này gầm lên giận dữ đột nhiên một chân dậm mạnh lên mặt đất lập tức bụng đất xung quanh nhộn nhạo một trận một bức tượng đất nhanh như chớp nổi lên từ trong bụng đất sau vài tiếng rằng rạc toàn bộ phong nhận đều chém lên bức tượng bằng bụng đất này không ngờ chỉ để lại vài vết mờ nhạt mà thôi mà con yêu viên này dường như đã bị chọc giận Thân hình nhảy lên một cái Đã bay được mấy trượng Đánh thẳng tới cây đại thụ mà Liễu Minh đang ẩn nắp Trong nháy mắt ba con yêu viên đã bị tách ra rồi Sau khi ba con yêu viên bị tách ra Lúc này từ trong tảng đá lớn màu vàng Lại truyền ra một trận cuồng tiếu Sau đó tảng đá lớn này tiếp tục nổ vang một trận Sau khi hình dáng hơi mờ đi một cái Rõ ràng đã biến trở lại thành khôi lỗi xuyên sơn giáp mà gã thanh niên mặt đen khi vừa hiện thân đã nhanh đi chớp lấy ra một cái đoạn cung màu vàng từ trong tay áo. Sau khi nhoáng một cái, đoạn cung đã đón gió biến thành một cây cung lớn màu vàng dài hơn hai trượng. Thanh niên mặt đen thét lên một tiếng thật dài, phóng nhanh tới chỗ của cự viên lông đen, hoàn toàn không để ý tới hai con cự viên lông xám còn lại. Về phần dương cạn ở bên kia, lúc này cũng đang liên thủ với quỷ vật đầu trâu, bắt đầu áp sát tấn công một đầu yêu viên lông đen mà ưu viên này cũng không biết từ đâu có được một cây thiết bổng đen nhánh dưới sự huy động điên cuồng quanh đó nhất thời nổi lên cuồng phong Cung ảnh màu đen chồng chất như hóa thành ngọn núi đè xuống khiến cho dương càng và cúc quỷ đầu trâu phải liên tục lùi về sau không dám đón đỡ chút nào một cây côn màu vàng bỗng nhiên gia nhập vào trong tầng từng cung ảnh màu đen kia sự va chạm của hai thứ này sinh ra sóng khí chấn động làm cho thân hình cử viên lông đen run rẩy không tự chủ được mà lui lại nửa bước mà thanh niên mặt đen vừa đuổi tới gần á, lại càng không chịu nổi, hai tay nóng lên, không kìm được mà đạp đạp chút lui bảy tám bước. Cây cung vàng trong tay thiếu chút nữa đã tuột ra khỏi tay rồi. Con yêu vật này có sức mạnh thật kinh khủng mà. Sau khi ổn định thân hình, thanh niên mặt đen thất thanh hô to. Nói thừa, ngoại trừ con yêu viên lông vàng kia ra, con yêu viên lông đen này có thực lực mạnh nhất. Kể cả là hai người chúng ta hợp lực cũng phải cẩn thận một chút. Dương càng hư lạnh một tiếng rồi nói, tiếp đó một tay vỗ về phía hư không đối diện, sau khi khí đen ngoài thân của gã cuồn cuộn ngưng tụ lại lần nữa hóa thành bàn tay thật lớn vỗ tới vừa đúng lúc ngăn cản con yêu viên đang định thừa cơ đuổi theo thanh niên mặt đen yêu viên lông đen hết sức giận dữ thiết bổng trong tay đột nhiên vung lên không trung lập tức một tiếng nổ lớn như tiếng sấm rền vang lên bàn tay màu đen đã bị nó đập cho nát bấy nhưng chỉ cần một chút trì hoãn như vậy cũng đã đủ cho thanh niên mặt đen kịp phản ứng rồi một tay gã lại bấm niệm pháp quyết sau khi thân thể hiện lên vô số tơ máu bộ áo giáp màu máu đã lần nữa hiện ra lông ngực gã lại bị hơn 10 cái gai trúc sắc bén đâm vào mấy huyệt đạo không biết tên thân hình lập tức điên cuồng biến lớn sau khi gầm lên một tiếng thanh niên mặt đen này múa mây cái cung lớn màu vàng cùng với cốt quỷ đầu trâu thân người đồng thời lao lên định ngăn chặn yêu viên đang tấn công về phía của dương càng yêu viên lông đen dường như vô cùng giận dữ nó nổi trận lôi đình điên cuồng múa thiết bổng màu đen trong tay khiến cho cuồng phong xung quanh càng trở nên mãnh liệt hơn ba phần trong tình huống lấy một địch hay vậy mà ưu viên này vẫn khiến cho hai đối thủ phải liên tục lùi về sau nhưng đúng lúc này dương càng lại lấy ra một vật từ trong tay áo rõ ràng đó là một cây cung bằng xương trắng hiếu lớn cỡ bàn tay gã vừa cầm cung này vào tay thì nó lập tức đã đón gió nhoáng một cái ngay trong ánh sáng màu đen lưu chuyển đã biến thành một cây cung lớn dài nửa trượng miệng dương càng vừa lẩm bẩm tay vừa chậm rãi kéo dây cung khí đen xung quanh lập tức điên cuồng tụ lại trước người của gã sau khi khí đen này xoay tròn trên sợi dây cung rõ như máu vô số ký hiệu màu đen tuôn ra hóa thành một mũi tên đen nhánh tỏa sáng nhắm chuẩn vào yêu viên lông đen cách đó không xa vèo một tiếng tiếng chú ngữ trong miệng dương càng đột nhiên ngừng lại bàn tay nhẹ buông mũi tên màu đen mờ đi một cái rồi biến mất trong hư không cự viên lông đen xa xa lập tức hét thảm một tiếng trên lồng ngực nó bỗng nhiên có thêm một cái lỗ thủng máu me nhầy nhụa vết thương này đúng là do mũi tên màu đen dùng một tốc độ không thể tưởng tượng xuyên thủng qua. Một vòi máu tươi thật lớn phun ra từ vết thương trên ngực cử viên. Mặc dù một bàn tay lớn của nó dốc sức liều mạng bịt vết thương lại, nhưng trong tình huống bị thanh niên mặt đen và cút quỷ vây công, đương nhiên không thể nào chính thức ngăn lại được, khiến cho nét mặt của nó cuối cùng cũng lộ ra chút hoảng sợ. Mà sau khi dương càng bắn ra cái mũi tên kia, dường như cũng hao tổn không ít pháp lực. Khi thức trình người yếu đi một chút, gã thu lại cây cúc cung đang cầm trong tay sau đó lại tiếp tục điều khiển khí đen biến thành bàn tay cực lớn kia tham gia công kích. Kể từ đó, ngay cả khi yêu viên liều mạng phản công thì cũng dần dần rơi vào trạng thái không chống đỡ nổi. Cùng lúc đó phía bên kia, ba con khôi lỗi hình báo được Kim Vũ điều khiển dưới sự tấn công điên cuồng từ cây thạch bổng ngưng tụ từ mặt đất trong tay yêu viên lần lượt bị đánh bay đi, không hề có chút sức hoàn thủ nào. Cũng may Kim Vũ chỉ đứng ở đằng xa thi pháp, hơn nửa số lượng khôi lỗi tương đối nhiều tất cả đều không sợ chết. Mặc dù bị yêu viên khi điên cuồng đập xuống, toàn thân chi chích các vết thương, nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng cuốn lấy đầu yêu viên này. Phía bên này, thân hình Liễu Minh nhanh chóng chớp động, cơ bản không hề có ý định thực sự tới gần cử viên. Hơn nữa trong tay của hắn chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, từng đạo phong nhận liên tục được bắn ra không chút ngừng nghỉ. Còn yêu viên lông xám cách đó không xa, mặc dù đang gầm lên không ngừng, nhưng vì dưới đất thỉnh thoảng lại có một cặp càng lớn và cái móc câu tấn công lên khiến cho nó không thể toàn lực đuổi theo đặc biệt là cái đuôi của móc câu biến thành đường sáng màu xám kia có tốc độ tấn công cực nhanh làm cho yêu viên lông xám rất e sợ bởi vậy nó chỉ có thể liên tiếp móc lên những bốc bùn đất lớn ngưng tụ thành những hòn đá cỡ độ lâu mà điên cuồng ném về phía liễu minh không dứt với tốc độ tránh né của liễu minh và tốc độ thi pháp thuộc phong nhận cực nhanh những hòn đá này nếu không phải là bị hắn dễ dàng tránh né thì lại bị mấy đạo phong nhận cắt thành mảnh nhỏ tuy nhiên con yêu viên này lại không hề chú ý tới một điều mặc dù liễu minh vẫn luôn liên tục trốn tránh nhưng phạm vi tránh né lại chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ mà thôi hơn nữa từ trong bụng đất xung quanh đang không ngừng trào ra từng đoàn sương mù màu tím ban đầu thì rất nhạt nhưng mà dần dần chúng đã hình thành một tầng thực dày bắt đầu lan tràn ra khắp không trung rồi cả bầu không khí quanh đó tràn ngập một loại mùi tanh nhàn nhạt, nhạt bản thân liễu minh đã sớm âm thầm dùng mấy viên giải độc đan trong khi né tránh cũng chú ý tránh khỏi những nơi có độc khí nồng đậm nhất. Mà cự viên lông xám trong khi đấm đá lung tung đã vô tình hít rất nhiều cái đoạn sương mù tanh nồng này vào trong cơ thể. Cứ như vậy một đuối một chạy. Trong một lần con yêu viên này lại gầm nhẹ rồi cúi xuống móc lên một nắm bụng đất. Đột nhiên nó cảm thấy đầu hơi choáng ván, thiếu chút nữa đã loạn trọn ngã lăn xuống mặt đất rồi. Đúng lúc này, trong bụng đất gần đó có tiếng xùi xùi vang lên. Hơn 10 đường sáng màu xám đồng thời từ dưới đất bắn nhanh ra. Yêu viên lông xám kinh hãi vội vàng tránh đi Nhưng mà lúc này toàn thân lại có cảm giác vô lực Hành động chậm chạp hơn một nửa so với lúc trước Một tiếng hét thảm vang vọng Một cái chân to của cử viên đã bị đâm thủng 10 cái lỗ máu lớn bằng ngón cái Hơn nữa xung quanh những lỗ máu này nhanh chóng trở nên thâm đen Dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lan ra với tốc độ rất nhanh Chỉ trong vòng vài hơi thở Cả đuôi cử viên đều biến thành một màu tím đen lạ thường Cử viên lông xám ngã phịch một cái xuống mặt đất Đồng thời rống lên một tiếng tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ, bên đuôi tím đen của nó rõ ràng từ miệng vết thương bắt đầu bị tan rã ra rồi. Liễu Minh ở xa xa cũng dừng bước lại, sau khi hai tay hợp lại rồi mở ra, một đạo phong nhận cực lớn màu xanh bỗng xuất hiện. Cổ tay hắn rung một cái, đạo phong nhận lập tức lóe lên rồi bắn nhanh đi. Một tiếng nổ lớn vang lên, đạo phong nhận cực lớn kia biến thành một đường ánh sáng màu xanh, sau khi nhoáng lên một cái đã rất gần cự viên rồi. Ngay cả khi cự viên nhận biết được nguy hiểm Nhưng mà trong tình huống thân hình không thể hành động Cũng chỉ có thể cố gắng dùng hai cánh tay chắn trước người Phốc một tiếng, huyết quang lóe lên Chỉ trong nháy mắt mà hai tay và đầu lâu cự viên đã bị chém xuống Máu tươi từ cổ nó ảo ảo phun ra, cao đến vài thước Thi thể không đầu của yêu viên chỉ lung lay hai cái Đã đổ vật xuống mặt đất, không còn động đậy Bùng đất xung quanh tách ra trong nháy mắt, Bạch Cúc hạt đã dùng hai cái cạn lớn cắt xé thi thể yêu viên màu xám một hồi, sau đó liền môi ra một cái túi mực màu tím đỏ rồi nhanh chóng chạy tới dưới chân của liễu minh thần sắc liễu minh rất bình tĩnh khẽ vẫy tay chụp lấy túi mực kia tiện tay đặt vào trong một cái hộp gỗ sau đó dời mắt liếc nhìn hai chiến đoàn khác một lượt chỉ thấy bên phía dương càng yêu viên lông đen bị bọn gã vây cung toàn thân đã tràn ngập máu tươi thân hình lung lay sắp đổ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống mà ở chỗ kim vũ ba độ khôi lỗi hình báo đã có hai cái nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích một đầu còn lại thì toàn thân cũng rách tung tóe chắc chắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa tuy nhiên trong đám khôi lỗi đang dây dưa với con yêu viên lông xám lại xuất hiện thêm một con khôi lỗi hắc hổ và một con khôi lỗi thanh lang bản thân kim vũ ở phía xa mười ngón tay múa mây không thôi đang tập trung tinh thần điều khiển ba con khôi lỗi dáng vẻ như không thể phân tâm chút nào liệu mình thấy như vậy thì mỉm cười thân hình khẽ chuyển động liền đi đến chỗ kim vũ bên kia mà bạch cúc hạt thì lại lăn một vòng ngay tại chỗ lần nữa chui vào trong đất không thấy bóng dáng. Kim Vũ đương nhiên thấy được Liễu Minh đang đi tới, vẻ mặt có chút khó coi. Sau khi cắn răng một cái, liền thúc giục ba con khôi lỗi tấn công càng thêm lợi hại. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, lúc này Liễu Minh đang nắm chặt thanh đoạn kiếm màu xanh ở trong tay. Sau một tiếng kêu cao vút, mấy đạo kiếm khí màu xanh thẳm bay vút đi. Yêu viên lông xám mình đầy thương thích, đang bị hai con khôi lỗi và bạch khúc hạt đồng thời đánh ngã trên mặt đất đã bị kiếm khí chém một cái thành hai đoạn. Rất tốt nha, không thể tưởng tượng được biểu hiện của hai người lại tốt hơn dữ liệu của ta rất nhiều. Đặc biệt là bạch sư đệ, chà, đồ bạch cốt hạt này của ngươi thật sự thông linh dị thường, chỉ sở linh đồ hậu kỳ bình thường cũng không thể là đối thủ của nó được đâu. Thanh niên mặt đen kia cũng vừa mới chấm dứt chiến đấu, đang định lại đây hỗ trợ thì thấy một màn như vậy, lúc nãy mừng rỡ vỗ tay khen ngợi. Dân sư huynh quá khen rồi, đồ cốt hạt này của ta mặc dù có chút linh tính nhưng làm sao có thể so sánh với một gã linh đồ hậu kỳ Hơn nữa khi mà ta tới đây hỗ trợ Thì pháp lực của Đậu yêu viên này đã bị tiêu hao hơn phân nửa rồi Cộng thêm lại liên thủ với kim sư đệ Dĩ nhiên có thể giải quyết một cách dễ dàng rồi <laughs> Ta nói tới cũng không phải là Đậu yêu viên này Mà là người một mình giải quyết được con bên kia kìa Quỷ vật này của ngươi có độc tính thật là bá đạo Bạch cốt hạt bình thường cũng không có kịch động như vậy Chắc hẳn đây là biến dị xảy ra sau này hả Thanh niên mặt đen lắc đầu nói Lúc này Liễu Minh lại chỉ cười mà không đáp gì được rồi hiện giờ cũng không phải thời gian của thể thư thả đâu nhanh chóng xử lý những thi thể này rồi tranh thủ khôi phục pháp lực bao con yêu viên này không quay về núi ta cũng không dám cam đoan là mấy con còn lại có thể an phận ở lại trên đó hay không đây chúng ta phải mau chóng tìm chỗ khác ứng nắp thôi lúc này dương càng cũng đã đi tới thúc giục nói những người khác nghe xong mấy lời này trong đầu cũng cảm thấy rùng mình lúc này kim vũ cũng đã lấy được túi mật trong thi thể yêu viên lông xám ra những người còn lại thì thả ra mấy quả cầu lửa thiêu đốt ba cổ thi thể thành tro tàn Tiếp đó bốn người không chút trì hoãn rời khỏi sân cốc Nhất thời ở đây lại trở thành một mảnh im ắng Hai kênh giờ sau Ngoài sân cốc lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân ầm ầm Sau đó bóng đen nhoáng một cái Hai con yêu viên một vàng một đen giật lóe lên Rồi xuất hiện ở lối vào Trong đó con yêu viên lông vàng chỉ cao hơn trượng Nhưng mà trên thân thể lại khoác một kiện một giáp đơn giản Tay cầm một cây một bổng Màu tím bóng loáng to cỡ miệng chén Ánh sáng màu bạc trong hai mắt chớp động không ngừng dường như cực kỳ có linh tính. Hai con yêu viên nhảy nhảy vài cái đã tới chỗ ba con yêu viên lúc trước bị đánh chết. Sau đó kiểm tra một vòng, con yêu viên lông đen còn dùng mũi ngửi một cái, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Mà yêu viên lông vàng lại môi từ trong bụng đất xung quanh ra một thanh cự bổng đen xì Phía trên còn vương đầy vết máu, nó cũng dí sát mũi ngửi ngửi vài cái. Sau đó lần đầu tiên ngẩng đầu rống lên từng tiếng giận dữ. Sau đó bộ lông toàn thân con vượng này dựng đứng lên, thân hình bỗng cao bỗng lên hơn bốn trượng rồi đột nhiên nó nhảy về phía trước mấy cái thoáng cái đã rơi xuống chỗ mấy tảng đá chất chồng mà lúc trước kim vũ từng ẩn nấp hai tay bất ngờ nện mạnh xuống một tiếng oành vang lên toàn bộ đá tảng trong phạm vi mấy trượng lập tức vỡ vụn hơn nữa tất cả đá vụn nhanh chóng ngưng tụ giữa hai tay yêu viên biến thành một thanh thạch cung dài chừng bảy tám trượng hai tay cự viên bỗng nhiên vuốt về phía hai đầu thạch cung mặt ngoài cái cung này bỗng chốc trở nên sáng loáng hơn rất nhiều, đồng thời màu sắc chuyển dần từ trắng xám sang màu bạc nhạt của kim loại. Yêu viên lồng vàng xoay cử cung màu bạc một vòng sau đó hung hăng đập xuống đất. Phía dưới lập tức phát ra một tiếng nổ mạnh, giống như là đất rung núi lở, khắp nơi vốn là loạn thạch đã biến thành một rãnh sâu nửa trượng. Tiếp theo cử viên xoay tròn cử cung màu bạc một hồi, gần như đánh tan hoang cả cái sân cốc, rốt cuộc mới tiêu bớt được một phần lửa giận thân hình của nó lập tức khôi phục lại kích thước như cũ tùy tiện vứt cái cung lớn trong tay xuống đất sau đó cứ như vậy mang theo yêu viên lông đen rời đi cung lớn màu bạc rời khỏi tay yêu viên nằm lăn lóc trên mặt đất chỉ trong vài nhịp thở đã mất đi màu bạc một lần nữa biến thành màu trắng xám một cơn gió nhẹ thổi qua cây cung phát ra một tiếng rắc rồi biến thành bột phấn cuồn cuộn bay theo gió không còn bóng dáng đâu nữa Lúc hai con yêu viên vừa mới đi tới lối ra, con yêu viên lông vàng đi trước đột nhiên dùng mũi ngửi ngửi, rồi bất ngờ ngồi sẫm xuống. Hai chân hung hăng dùng lực dậm mạnh một cái, giống như là cự ưng, lập tức đánh về phía một tảng đá lớn gần đó. Không xong rồi, chúng ta bị phát hiện, chạy mau! Phía sau tảng đá bỗng truyền ra một tiếng kêu kinh sợ. Tiếp đó là hai tiếng vèo vèo, hai bóng người nhanh như tên bắn lao về phía hai hướng khác nhau. Đó rõ ràng là hai gã thanh niên mặc trang phục phong hỏa mung. Hiển nhiên hai người này bị thu hút bởi động tĩnh từ trong sân cốc phát ra lúc trước. Nhưng khi vừa nhìn thấy thực lực kinh người của yêu viên lông vàng phá tan bốn phía thì không dám lộ diện. Nhưng bọn họ không ngờ khứu giác của con yêu viên lông vàng này vô cùng nhảy bén, cuối cùng vẫn bị bại lộ hành tung. Trong tình huống này, hai người chỉ có thể kinh hãi bỏ chạy mất dạng. Yêu viên lông mày vàng vẫn lơ lửng trên không trung. Sau khi gầm vang một tiếng, hai tay đã đánh ra hai quyền mạnh mẽ vù vù về phía hai người. Hai gã đệ tử Phong Hỏa môn chỉ cảm thấy một cổ sức lực cực lớn từ sau lưng đánh tới, rơi vào đường cùng, một tên rảnh lắc người tránh sang bên cạnh chạy tiếp, còn một tên thì chỉ có thể ngừng chân xoay lại, cương ngạnh bổ ra một kiếm. Hai tiếng nổ vang lên, một cái hố đất thật to hiện ra bên cạnh một gã, sóng khí cuồn cuộn ra cũng làm cho gã loạn choạng, suýt chút nữa đã ngã xuống rồi. Gã còn lại cũng không khá hơn gì, sau khi kiếm khí tiếp xúc với cổ lực cực lớn lập tức bay ngược trở lại nếu không phải gã vội vàng bóp nát một tấm phù lục trong tay khiến cho bên ngoài thân hiện ra một cái vòng sáng xanh lá đánh bay kiếm quang sợ rằng gã đã thực sự bị chém thành hai đoạn nhưng ngay sau đó cổ lực lượng to lớn cũng làm cho thân hình gã chấn động mà phun ra một ngụm máu tươi toàn thân như là cọng rơm văng tuốt ra xa đúng lúc này thân hình yêu viên lông vàng uốn éo phương hướng lao tới thay đổi mang theo một cổ cuồng phong lướt đến trước người của nam tử vừa bổ ra kiếm khí Tên đệ tử phong hỏa môn này vừa mới đứng vững thân hình, thấy cảnh này đương nhiên quá sợ hãi, chỉ có thể há miệng bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh lam. Đồng thời trường kiếm trong tay đột nhiên rung lên, lập tức một cổ hỏa diễm hừng hực cuốn tới phía trước. Yêu viên lông vàng mắt thấy cảnh này không chậm trễ giống to một tiếng, một luồng sóng âm mênh mông tuôn ra, đánh tan toàn bộ đạo ánh sáng màu xanh và sóng lửa cuồn cuộn kia. Sau đó tiếp tục chấn cho thân hình nam tử đối diện không thể nào nhúc nhích ngũ quan đồng thời chảy máu thân hình cự viên khẽ chuyển động giống như thú gì đã xuất hiện ngay sau lưng nam tử hai cánh tay nhoáng lên một cái đã chụp lấy hai bả vai của gã tên đệ tử phùng hỏa môn kêu to một tiếng a à, lúc này cũng muốn phản ứng lại thì đã muộn mất rồi hai tay cự viên lông vàng chỉ thoáng dùng lực lập tức đã xé toạt nam tử thành hai nửa sau đó nó há to cái miệng ra ngoậm hơn phân nửa phần thân thể lộ ra trái tim còn đang đập một tên đệ tử phùng hỏa môn khác ở xa thế cảnh này bị dọa cho hồn phi phát tán gần như không hề suy nghĩ một hơi bóp nát tất cả phụ lục có trên người lúc này bên ngoài thân gã có ba tầng hào quang màu sắc khác nhau hiện ra đồng thời hai chân còn có hai loại phụ văn xanh trắng bay lượn một tiếng phúc vang lên gã hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh phá không chạy đi mặc cho những phung hiểm khi bay ở trên cao yêu viên lông vàng thấy như vậy không lập tức truy đuổi trái lại sau khi ném thi thể trong tay đi liền nhảy lên một cái tới trước một tảng đá màu xanh to cỡ cái vải nước đầu vai nó nhoáng một cái khí thức trên người lập tức điên cuồng tăng gấp mấy lần bộ lông dựng đứng lên một lần nữa hóa thành cự viên cao búng trượng hai cánh tay nó khẽ động một phát tóm lấy tảng đá lớn màu xanh nâng nó qua đầu nhẹ nhàng như không cự viên gầm nhẹ một tiếng sau đó giữa hai bàn tay đột nhiên phóng ra ánh sáng màu bạc tảng đá trông bình thường lại lập tức phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh sau đó hai cánh tay cự viên bỗng biến lớn thêm mấy phần hung hăng ném tảng đá màu bạc về phía xa mục tiêu rõ ràng là tên nam tử phong hỏa môn đã bay được một quãng xa kia nam tử này đang liều mạng thúc giục pháp lực lao nhanh về phía trước bỗng nhiên hai tay nghe được một tiếng vụt trầm đục gã còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì thân hình đã bị khối đá màu bạc từ phía sau mạnh mẽ đập lên mấy tầng bảo hộ bị cự thạch điên cuồng đè xuống lập tức phát ra tiếng như là giấy bị chọc thủng còn bản thân gã thì kêu thảm một tiếng rồi mất mạng tại chỗ Thân hình máu me bê bét không còn ra hình người Đưa thẳng từ trên cao xuống đất Chỉ sau mấy cú nhảy như điện xẹt Cự viên lông vàng đã đứng ngay phía dưới chỗ thi thể sắp rơi xuống Một tay nhanh chóng bắt được Sau khi hai cánh tay thoáng dùng lực xé làm mấy mảnh Mới vứt mấy mảnh thi thể không trọn vẹn trong tay đi Hai tay nó nện thình thịch vào lồng ngực Rồi ngấn đầu rống lên một tiếng dài thê lương. Tiếng rống ầm ầm như bay thẳng lên chín tầng trời, thậm chí còn truyền đi xa hơn 10 dặm. Đệ tử sáu tông còn lãng vãng gần đó nghe thấy tiếng rống này trong lòng đều run sợ. Trừ phi là kẻ cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, còn không thì đều không hẹn mà cùng tránh xa khu vực này. Trong một cái hang đá tự nhiên cách đó khoảng 7-8 dặm, bọn người liễu minh, dương càng nghe thấy tiếng rống không thể không mở hai mắt ra. Xem ra đám yêu viên trên núi đã phát hiện ra việc đồng bọn mất tích rồi. Nếu như vậy hiện giờ sự cảnh giác của chúng khá là cao Hai ngày tới tốt nhất không nên hành động Chúng ta chờ thêm hai ngày nữa Rồi tiếp tục kế hoạch dẫn dụ kia Dương càng nhú mày nói Dương sư huynh nói có lý Nhưng mà thời gian hai ngày nãy cũng không thể lãng phí được Chỉ bằng chúng ta tạm thời tách ra hành động một mình Tới ngày thứ ba lại tập trung lại đây Ánh mắt liễu minh lóe lên nói Tách ra một chút hả ừ, Ý kiến này đúng là không tội á Mỗi ngày trong bí cảnh đều vô cùng trân quý mà Tất nhiên phải lợi dụng cho tốt rồi Thanh niên mặt đen nghe như vậy cũng tỏ ra vẻ đồng ý. Kim Vũ không có ý kiến gì đối với việc này. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, đợi sau khi nghỉ ngơi cho thiệt tốt, liền hành động độc lập trong hai ngày tới. Dương Càng đương nhiên là cũng không có lý do gì mà phản đối rồi. Bạch sư đệ, Kim sư đệ, ta đây cũng có hai bình rượu thuốc nè, các người nên nhanh chóng dùng túi mật của yêu viên đi, nếu không sau một thời gian á, thì hiệu lực có thể sẽ giảm bớt khá nhiều. Thanh niên mặt đen bỗng nhiên cười cười nói như vậy với hai người liễu minh sau đó bàn tay gã lực một cái hai bệnh sứ không lớn đã xuất hiện trong lòng bàn tay đa tạ dân sư huynh vậy tiểu đệ không khách khí rồi liễu minh nghe như vậy thực sự cũng không khách khí mà nhận lấy kim vũ đương nhiên cũng không cự tuyệt vì vậy thời gian sau đó mấy người bọn họ cũng không tiếp tục trò chuyện gì nữa đều chuyên tâm bắt đầu thủ nạp điều thức sau mấy canh giờ thì liễu minh lại mở mắt ra trong hàng đá trừ hắn ra chẳng còn ai nữa hắn chẳng hề kinh ngạc về việc này trái lại bình tĩnh lấy ra cái bình sứ vừa nhận lúc trước mở nắp bình rồi đặt dưới mũi ngửi nhẹ sau đó ánh mắt của hắn đảo một vòng suy nghĩ lại lấy ra từ trong người ra một viên đan dược màu trắng bóp vỡ rồi đổ hết vào bên trong bình hắn lắc nhẹ bình một chút sau khi ánh mắt lại nhìn sâu vào bên trong bình thỏa mãn gật đầu tiếp đó mới lấy ra hộp gỗ chứa túi mật của yêu viên một lát sau hắn cố nén mũi tanh tử nồng nặc trước tiên ngậm yêu mật màu đỏ tím trong miệng sau đó mới uống nửa bình rượu thuốc nuốt tất cả vào trong bụng trong nháy mắt, Liễu Minh đã cảm thấy một cổ nhiệt khí từ trong bụng tỏa ra. Lúc này hắn không dám chần chừ khép hai mắt lại, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hơn một cành giờ sau, hắn mới thở ra một hơi rồi đứng dậy. Sau đó vung vẩy tay chân hoạt động một chút, một tràng tiếng lách cách mơ hồ phát ra từ trong từng đốt ngón tay. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hai chân dùng lực một chút, cả người lại nhảy bổng lên cao mấy trượng. Một cánh tay nhoáng một cái đã nắm chặt lấy một phần khối nhâm thạch nhô ra khỏi đỉnh hang đá sau đó năm ngón tay hơi dùng sức một tiếng phành vang lên nham thạch nhìn có vẻ cứng rắn giờ đã biến thành đá vụn rồi thân mình liễu minh khẽ xoay lần nữa lướt xuống dường như toàn thân không hề có tí trọng lượng nào vậy ừ, đúng vậy khí lực đã tăng lên không ít rồi với lại hiệu quả của gốc nhíp không thảo dùng lúc trước cũng hết sức rõ ràng rồi hiện giờ cho dù ta từ trên cao rơi xuống mà không có thuộc đằng không cũng không có vấn đề gì quá lớn nữa còn về phương diện tốc độ thì liễu minh nâng hai tay lên cẩn thận quan sát thì thào vài câu nhưng mà lúc nói đến câu cuối cùng bỗng nhiên độ vai nhoáng lên toàn thân giống như là một làn gió nhẹ bổ nhào về phía trước trong hang đá lập tức vang lên mấy tiếng xé gió lớn từng bóng người mờ mờ trùng điệp hiện lên trong lúc nhất thời dường như đang có bảy tám tên liễu minh cùng xuất hiện trong hang đá sau khi tất cả bóng người hội tụ lại một chỗ thân hình liễu minh hết sức chân thực lại lần nữa hiện ra Đúng vậy, xét riêng chỉ tốc độ Ít nhất cũng phải nhanh hơn ba phần So với lúc mới tiến vào bí cảnh Liễu Minh thầm nhũ Trong đầu tràn đầy vẻ phấn khích Điều này cũng khó trách mà Kết quả như vậy chính là không vận dụng Bất kỳ bí kỹ pháp thuật nào phụ trợ Vậy nếu sử dụng bí kỹ hay pháp thuật khác phụ trợ Tốc độ phải nhanh tới mức Làm cho người ta không thể tin nổi rồi Thảo nào cái gốc nhíp không thảo kia Có thể xếp vào danh sách thiên địa linh vực Quá nhiên hiệu quả thật kinh người Ngoài ra linh dược này còn có tác dụng trừ độc thanh tâm hiệu quả trên hai phương diện này như thế nào trước mắt cũng không cách nào kiểm nghiệm được có lẽ sau này khi gặp phải phiền toái của liên quan tới chuyện đó mới có thể thể hiện ra được một chút tâm niệm liễu minh thoáng nghĩ về mấy vấn đề đó thời gian tiếp theo hắn cũng không quyết định tiếp tục ở lại trong hang đá sau khi thu dọn ổn thỏa mấy vật xung quanh liền ung dung rời đi một nơi không xa trên ngọn núi dốc đứng một đoàn sáng trắng đang lượn quanh ngọn núi một vùng theo sát phía sau là hai đầu yêu cầm một lớn một nhỏ toàn thân ngâm đen bốn cánh đập mạnh đuổi theo không tha trong nháy mắt chúng đã bay quanh ngọn núi này được bảy tám vòng trong lúc bất tri bất giác đã đáp xuống chân núi mà lúc này hai con yêu cầm phía sau đã đuổi gần kịp đoàn ánh sáng phía trước rồi bỗng nhiên từ trong đoàn sáng trắng vang lên một tiếng quát một đạo hàng quang trắng xóa cuốn ra hai đầu yêu cầm đằng sau dường như đã từng chịu thiệt thôi lập tức kêu lên một tiếng cao vút hai cánh vội vàng vỗ loạn lúc này cả hai mới miễn cưỡng tránh thoát khỏi đạo hàng quan kia. Đúng lúc này, trên một vách đá gần đó nhìn như trống trơn, bỗng lại có một đạo huyết quang khác cuốn ra. Sau khi nó lóe lên một cái, đã hóa thành một lưỡi dao màu máu khổng lồ, chém xuống một đầu yêu cầm nhỏ hơn phía dưới. Yêu cầm nhỏ hơn kia kinh hải, vội vàng đập mạnh hai cánh, lập tức tiếng xùy xùy vang lớn, một mảng lông vũ trông như là vô số cái gai màu đen bắn nhanh ra. Lập tức, một hồi tiếng nổ vang lên không ngớt, huyết quang vừa mới tiếp xúc được lông vũ liền bị xuyên thủng chi chít như tổ ông nhưng huyết quang còn sót lại vẫn không ngừng chém tới đầu yêu cầm nhỏ hơn kia âm một tiếng đầu yêu cầm lớn hơn kia đã bay vụt đến dùng một cái cánh mạnh mẽ cản hết số huyết quang còn lại kia tuy nhiên đúng lúc này từ trong đoạn sáng trắng hình cầu đằng xa đột nhiên truyền ra một thanh âm lạnh lùng nhân kiếm hợp nhất tiếng nói vừa dứt một bóng người mờ mờ bên trong đoạn sáng dường như khẽ chuyển động tiếp theo một đạo cầu vồng lóe lên trên bầu trời rồi biến mất lao cực nhanh tới chỗ đậu yêu cầm lớn hơn kia mặc dù đạo cầu vồng này vẫn chưa thực sự tới gần nhưng đã làm cho đậu yêu cầm lớn hơn cảm nhận được một mối nguy hiểm trí mạng hai cánh của nó điên cuồng vỗ đập như muốn lập tức trốn đi nhưng lúc này luồng huyết quang lúc nãy bị đánh tan ra bỗng nhiên lại mờ ảo hiện ra hóa thành từng sợi tơ máu nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể yêu cầm làm cho nó không thể nào chuyển động được chỉ sau một chút chậm trễ đạo cầu vùng lạnh lẽo chợt lóe lên xuất hiện trước thân hình yêu cầm lớn hơn sau đó lại xoay một vòng nhanh như chớp vây lấy cả đầu yêu cầm nhỏ hơn kia sau khi kiếm quan lấp lánh thu vào trong hư không liền hiện ra một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục thiên nguyệt tông trong tay của nàng cầm thanh trường kiếm trắng như tuyết sắc mặt tái nhợt vô cùng hiển nhiên một kích vừa rồi cũng đã hao tổn rất nhiều pháp lực lúc này trên mình hay yêu cầm mới đột nhiên phục ra máu tươi cùng lúc đức thành bốn mảnh rớt xuống từ trên cao xuống thần thông của trân sư mũi thật là lợi hại nha toàn thân long vũ của thiết vũ điều kia ngay cả huyết đạo của ta cũng không dễ dàng phá vỡ vậy mà chỉ cần một kiếm của sư mũi đã diệt sạch rồi nhưng sư mũi không sao chứ nhìn sắc mặt mũi có vẻ không tốt lắm mà nha trên vách đá một đoàn huyết vũ cuồn cuộn bốc lên một gã mặt huyết bào từ trong đó lóe lên rồi hiện ra nhẹ nhàng cười nói với nữ tử thiên nguyệt tung Người có muốn xem thử Bây giờ ta còn có thể thi triển bí thuật nhân kiếm hợp nhất lần nữa hay không Nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông nghe như vậy Lại cười lạnh một tiếng rồi trả lời <laughs> Sư mũi quá đa tâm rồi Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy mà thôi Tuy nhiên chúng ta đã tốn nhiều sức lực như vậy Cuối cùng mới giải quyết được một nửa thiết vũ điêu Hiện tại trên núi vẫn còn lại hai con Đợi sư muội nghỉ ngơi thì tốt rồi Chúng ta có nên tiếp tục lên đỉnh núi Giải quyết sạch sẽ bọn chúng luôn hay không vậy Ánh mắt huyết tứ lóe lên một chút, vội vàng ho một tiếng rồi hỏi lại. Thực lực hai con thiết chủ điêu còn lại dược xa hai con vừa rồi. Nếu như người có thể một mình ứng phó được một con, thì ta cũng không ngại giải quyết con còn lại. Nữ tử thiên nguyệt tông khẽ lượm thanh niên mặt huyết bào một cái, sau đó mới lạnh lùng trả lời. Trên sư mũi nói chơi rồi, một đầu linh cầm chưa rồi mà ta còn không thể ứng phó nổi. Hai đầu linh cầm trên núi kia còn mạnh hơn, ta đương nhiên không thể làm gì được rồi. Huyết tứ nghe như vậy cười khổ, nói nếu như vậy thì đừng nói giết thẳng lên đỉnh núi muốn giết hai đầu thiết vũ điêu còn lại vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn tuy nhiên trước đó việc ta khôi phục lại pháp lực mới là chuyện quan trọng nhất nữ tử thiên nguyệt tông hường một tiếng nói tiếp đó cũng không cần quan tâm tới gã nam tử mà lập tức bay lên không bay nhanh tới một mảnh rừng thấp phía xa xa gã thanh niên mặc khuyết bào đứng nhìn bóng lưng nàng này càng ngày càng xa sắc mặt lạnh lẽo dần nhưng sau khi trong mắt xuất hiện một chút khác thường lại thầm hư một tiếng rồi lao vút về hướng ngược lại dưới chừng ngọn núi cao nhất, nhóm chính tên linh độ có phong thiền cao trùng đang hợp lực đối phó với một con quái thú cực lớn. Con quái thú này đầu sư thân hổ, toàn thân dài khoảng 5 trượng, bên ngoài cơ thể phủ một lớp lưng phiến màu lam nhạt, đồng thời trên lưng còn có một đôi cánh thịt màu đỏ lờm, miệng nó đang phun ra vô số quả cầu lửa to như cái bát ăn cơm. Biến bốn phía xung quanh thành một biển lửa cuồn cuộn, khiến cho những gã đang công kích chật vật không chịu nổi. Mà đám người vây công bất kể dùng những pháp thuộc hay là pháp khí nào Cũng chỉ đứng công kích từ xa Một khi tiếp cận quanh quái thú tầm một xích Liền bị những tia lôi điện màu lam bắn trúng mà bắn ngược trở lại Quái thú này là linh thú Đồng thời có hai loại thiên phú lôi hỏa Nếu không phải số người vây công nhiều như vậy Hơn nữa cả đám bọn hắn đều chuẩn bị sẵn rất nhiều phù lục phòng ngữ đặc biệt Khắc chế lực lượng lôi hỏa Chỉ sợ đã xuất hiện thương vong từ lâu rồi Nhưng tình trạng này vẫn như vậy sau khi những người này không chống đỡ được nữa, rốt cuộc một người thấy tình thế không ổn liền hét lớn một tiếng lùi lại. Tất cả mọi người đều lập tức tản ra, bỏ chạy về phía dưới núi không thấy bóng dáng. Sư hổ thú với thân hình quái dị thế như vậy, ban đầu cũng giật mình. Nhưng mà chỉ thoáng một cái đã lập tức tỏ ra giận dữ. Đột nhiên miệng nó há to, phun ra không phải là quả cầu lửa, mà là một đạo lôi điện màu lam đậm cực lớn. Đạo lôi điện này chỉ lóe một cái đã bắn chuẩn xác vào người một gã đệ tử hóa nhất tông vừa mới bay lên không biến cả màn hào quang hộ thân và người gã thành một đống đen sì tiếp đó đôi cánh bằng thịt trên lưng quái thú đột nhiên dang rộng mau chóng đuổi theo một gã đệ tử huyết hài điển khác sau nửa canh giờ khi tất cả mọi người một lần nữa tụ tập lại dưới một cây đại thụ không ngờ lại chỉ còn có bảy người hơn nữa sắc mặt hơn phân nửa đều trắng bệch lạ thường thật không ngờ đầu sư hổ thú này vậy mà còn đáng sợ hơn trong lời đồn rất nhiều chỉ e là chỉ có cấp bậc linh sư mới có thể đối phó được với nó hành động lúc trước của chúng ta cũng quá liều lĩnh hơi lỗ mãn rồi đó một gã nam tử thiên người tung sau khi nhìn một lượt mọi người mới chậm rãi nói đúng vậy công kích của chúng ta cơ bản không thể phá được pháp thuật hộ thân của nó chứ đừng nói chỉ đến chuyện chém giết thực sự không được rồi hay là đi thôi một nữ tử hóa nhất tông khác cũng thở dài một hơi rồi nói Hai người phong thiện và câu trụng nghe như vậy khuôn mặt có chút khó coi. Tuy nhiên sau khi cả hai vô thức liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phong thiện lóe lên rồi mở miệng nói. Đầu sư hữu thú này mặc dù cực kỳ khó giải quyết, nhưng dù sao cũng chỉ là con yêu thú mà thôi. Lúc trước chúng ta đánh giá sai thực lực lợi hại của nó, cho nên mới chọn phương pháp dây công thiên về sức mạnh. Nếu là đổi cho một phương pháp khác, chưa chắc đã không thể hạ gục được nó đâu. Nhưng mà trong quá trình này, chỉ sợ chư vị không thể lại che giấu những thủ đoạn lợi hại nhất của mình Ta cũng không tin sau khi chư vị sử dụng những thủ đoạn lợi hại nhất đó Vẫn không thể công phá được cái pháp thuật phòng ngự của con yêu thú này Trước tiên ta cũng nên nói về mình một chút nha Lúc trước ta được một vị trưởng bối ban tặng cho một viên thi khí lôi Khi ném ra có thể tương đương với một kích toàn lực của linh sư sơ kỳ Hẳn là sẽ có tác dụng Nếu như ai không bằng lòng lụ ra chút thủ đoạn áp đáy hầm của mình Hiện tại chỉ bằng tử mình rời đi thôi Người không có cống hiến gì Đợi sau khi đánh chết đầu sư hổ thú này Đương nhiên cũng không có tư cách là đuối cùng chúng ta rồi nếu như Phong Sư Huynh đã nói như vậy rồi Cao Mũ cũng xin nói một chút nha Ta đây cũng có một cây huyết sát trụy Chuyên phá các loại pháp thuật phòng ngữ Có lẽ cũng có thể đả thương con thú này được Cao Trùng cũng lập tức tiếp lời Nghe hai người bọn họ nói như vậy Những người khác không kìm được mà đưa mắt nhìn nhau Sau đó mặt mũi hơn nữa Số người đều lộ ra vẻ lo lắng không yên Hiển nhiên đang còn băn khoăn Có nên lộ ra thực lực chân chính của mình hay không Đúng lúc này Một tiếng cười khẽ từ trên cây đại thụ truyền đến Hồ, nếu là như vậy, chỉ bằng hai người chúng ta cũng gia nhập, các người thấy thế nào? Vừa chất lời, hai người một nam một nữ nhảy từ trên cây xuống. Trong đó gã nam tử có thân hình cao lớn, mày đỏ mắt to, mặc y phục phong hỏa môn, bên hông dắt một cây quạt ba tiêu đỏ thắm, trên khuôn mặt vẫn đang tươi cười. Nữ tử lại có gương mặt trái xoan, có chút tú lệ, nhưng y phục trên người không ngờ lại là của manh quỷ tung, hơn nữa vẻ mặt còn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật tốt quá, điền sư đệ! Điền sư mũi, sao lại là ngươi? Mọi người vốn kinh sợ mà kêu lên mấy tiếng, nhưng sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hai người, lúc này một nữ đệ tử phong hỏa môn cực kỳ vui mừng thốt lên, còn phong thiện cũng giật mình mà nói ra một câu. Cao trùng đứng một bên nhìn thấy gương mặt tiền tuổi nương cũng không kìm được mà lộ ra vẻ giật mình. Hết tập 24 của bộ truyện Ma Thiên Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.